chào hai em. Mặt chú rể dễ cưng quá, có ga hài với sợ luôn. Giống như một cái nhân vật hoạt hình gì đó mà anh chưa nghĩ xa. Dễ cưng vậy. Em tên là Trương Thành Sang, em sống ở Sài Gòn từ nhỏ đến giờ luôn. Em là làm hành chính là làm kế toán, còn sau hành chính là em làm spa công nghệ. Em nhiêu tuổi rồi nè? Dạ em nay 27 tuổi chị. Mời em. Dạ em tên là Nguyễn Ngọc Thiện, em cũng sống tại Sài Gòn từ nhỏ tới lớn. Công việc hiện tại của em là diễn viên múa. Em sinh hoạt trong vũ đoàn ABC. Dạ. Em chờ đoán đi nè. Đi đi spa công nghệ gặp nè. Tại vũ đoàn hay đổ mồ hôi dữ lắm. Cho nên là, cái tai nghe nó hư. Tai nghe nó bị ướt nhẹp mà. Cái thông bắt đầu anh lên mạng coi bây giờ spa bây giờ muốn làm cái tai nghe cho nó mới thì sao. Đúng nghe cái ông Tình Sang cũng làm spa công nghệ. Dạ em nổi tiếng lắm anh. Rồi một ngày đẹp trời cái mang cái iPod ra mà nó đen thùi lùi vậy đưa cho ông spa. Cuối cùng làm xong hai người gặp nhau chạm tia mắt đầu tiên là cuối cùng quen nhau luôn. Đúng, đúng không? Dạ không. Hai đứa quen sao nè? Dạ tụi em là có cái duyên từ nhỏ. Mẹ em thì buôn bán đồ ăn sáng trước hẻm nhà ảnh. Cái năm đó là em học lớp 11 thì em học xong là em ra phụ mẹ để dọn hàng về á. Ảnh hay ra mua đồ ăn sáng của mẹ em ăn. Em thấy ảnh đẹp trai, bóng bẩy lắm, trắng mà dễ thương lắm, không có xấu như bây giờ đâu. Xấu bây giờ rất là giống cái phim gì quá. Đúng rồi, ai cũng nói được á. Chạm mặt đầu tiên là em thích ảnh rồi nhưng mà em nghĩ ảnh là chất gay á chị. Em nghĩ ảnh gay lắm. Ủa đó giờ em không biết hả? Em không biết thích thì thích nhưng mà vẫn nghĩ giống đầu tiên là thích nhưng mà thích gay. Suy nghĩ là dạ đúng rồi. Có phải là gay hay không? Dạ đúng còn rồi. Đó là em cảm thì sao xem? Dạ thì em cũng có tia vợ em từ lúc bán bánh mì á anh. Là lúc đó là em ra em ăn hoài anh. Bánh mì em... ngon không? Dạ ngon. Vợ còn bán không? Dạ không. Tại biết mẹ vợ em trước rồi, em hỏi là cho con xin Facebook của con gái bác. Thì em lên em coi thì em thấy vợ em có là có bạn trai rồi. Nên em hơi thất vọng. Cho nên thôi em để nó luôn, không có nói quan tâm nữa. Dạ. Rồi đến khoảng 5 năm sau là mẹ em không bán mì nữa mà bán bánh tráng. Lúc đó là em đang đi nghĩa vụ từ đơn vị về. Thì em thấy trên mạng là vợ em bán bánh tráng. Cho nên là em vô em ủng hộ. Đặt ship tới anh, bạn trai giao tới. Em là thất vọng nữa. Ôi thất vọng. Dạ. Tội nghiệp em thiệt á, năm năm đầu ăn bánh mì để ủng hộ, nó vẫn có bạn trai. Chuyển qua bánh tráng luôn mà vẫn ta có bạn trai. Ăn bánh tráng nó vẫn có bạn được, trai. Được nói năm năm sau có bán còn được lộn nữa không? Năm sau nữa là chuyển qua là bán cái gì với anh? Trà sữa. À bán trà sữa. Rồi. Trời toàn là tiên không mà toàn là mốt tiên. Vẫn có bạn trai anh. Vẫn có bạn trai ship. Nhưng mà em vẫn thích. Tại vì boss nào em cũng phải like, em thả tim hết để em tương tác với vợ em. Cái đau đớn là vẫn còn ông bạn trai nữa. Rồi đến cái lúc nào thì mới hết ông bạn trai? Đến lúc vợ em là đăng lên là đang buồn, là mới chia tay xong. Em thấy cơ hội tới rồi, em tấn công liền. Em vô em hỏi thăm trên trời dưới đất, hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi tùm lum hết. Để em có cớ để em hẹn vợ em cà phê. Nhưng mà rất chảnh. Em hẹn 2-3 lần không bao giờ đi được. Tại vì em là diễn viên múa anh chị, nên là ảnh đi làm về là bắt đầu giờ em đi làm, nên là không có khớp nhau được. Em cũng thấy ảnh là cũng nhiệt tình tâm sự quá, ngày nào cũng nhắn tin rồi hỏi ủa em với bạn trai em sao rồi, có về chưa này kia. Em nói dạ thôi em không để ý tới đâu. Xong ảnh nói là đúng rồi em, đừng có quay lại nha, đừng có quen lại. Mấy người đó không tốt đâu, đừng có quen lại. Em nghĩ ảnh là chỉ là chia sẻ. Dạ đúng rồi, anh trai mưa thôi. Em từ chối anh hoài, em thấy ngại quá. Em gọi thì em rủ anh đi cà phê là đừng hai đứa. Mừng không em? Dạ, lúc đó em bất ngờ lắm anh. Em đang ngồi, em đang làm việc như nè, tự nhiên có cuộc gọi đến, số lạ anh đâu biết đâu. Anh nói alo, anh hả, đi uống cà phê nha. Anh nói em bé Thiện nè. Cái đó tim em đập nhanh lắm. Cái em cũng đồng ý thì có cơ hội đến mà anh phải chớp liền. Rồi coi như xong hôm đó là hai đứa chính thức quen nhau đúng không? Dạ chưa. Tụi em quen nhau chính thức là sau sinh nhật của em á. Là sau đó bao nhiêu lâu? Sau 2 tháng. Rồi mẹ em biết tin là em quen với bạn này, mẹ em có vui không? Cái ngày đầu tiên mà ảnh chở em về á là sau cái bữa cà phê đầu tiên luôn á. Mẹ em thấy ảnh, mẹ em lo em vô nhà, mẹ em nói trời ơi Thiện ơi, lấy thằng này đi, lấy thằng này đi. Hồi nhỏ ảnh 1-2 tuổi á là mẹ em mang bầu em á, là mẹ em có nựng ảnh rồi. Dạ là tại vì gần nhà nhau á chị, nên là cái nhân duyên rồi, nhân duyên. Dạ ảnh thấy mẹ em mà cái bụng bự vậy á, mẹ em kể lại là ảnh chạy, ảnh cứ chạy mà mẹ em cứ bắt lại nựng ngắt. Em nói giỡn với mẹ em á là
hồi xưa mẹ test thử á, bây giờ con xài. Sau khi mà mẹ nói lấy thằng này đi, lấy thằng này đi, thì lúc đó cái suy nghĩ của em trong đầu là sao? Dạ em cũng thích lắm chị. Em thấy ảnh hẹn mình ra vậy đó là biết là chắc chắn ảnh sẽ muốn tìm hiểu mình. Em cũng nói là dạ con biết rồi. Em nói là cái anh này nè hiền lắm nha, đừng có ăn hiếp ảnh nữa. Sửa tính lại đi, mẹ không cho mày quen thằng nào khác nữa, mày phải lấy thằng này cho mẹ. Mày không lấy thằng này mẹ không cho mày lấy chồng. Rồi, rồi dạ. Sau đó là cái như mai tháng sau là tới sinh nhật em. Dạ, chuyện gì xảy ra? Vợ em dụ em uống chút em hoài, em đâu uống đâu, mà bắt em ép em uống. Thì em cũng uống, cái em xỉn quá, mất lý trí luôn anh. Phải làm gì? Ngồi sát sát với em vậy đó. Em cũng có cớ mà em ngồi em ôm luôn. Em ôm. Rồi em đưa vợ em đi về. Về đâu? Dạ không biết. Anh cũng ghê lắm anh. Là em thấy anh sắp sáp vậy đó. Anh không chịu nói là em ơi là bạn gái anh nha. Anh cũng không chịu mở lời. Mà anh cũng cứ ngồi sát sát cả cả mình vậy đó. Thì mình bực chứ. Bữa đây em uống cũng nhiều. Khoan về đi, anh đưa em đi, hai đứa mình tâm sự. Tâm sự đi, hiểu nhau. Thì em nghĩ là à chắc đây là muốn nói rồi đó. Thì bắt đầu anh mới chở em đến chỗ đó. Lúc đó là cũng khoảng 3 giờ sáng rồi chị. Tại vì đi sinh nhật mà đi hai ba tăng lận, xong rồi không biết tâm sự kiểu gì mà sáng dậy thấy hai đứa không có mặc đồ. Ê, chỗ đó thì không lẽ bây giờ ở ngoài công viên mà không mặc đồ. Thằng này thật sự. Nhưng mà trong cái lúc mà hai đứa tâm sự đó, phụ huynh có gọi điện không? Dạ có. Mà mẹ em gọi thì lúc đó em cũng ngủ rồi, thì chồng em bắt máy thôi. Rồi sao? Rồi mẹ nói sao? Hai đứa đang ở đâu vậy? Khuya rồi đó, về nhà đi. Dạ, là bé Thiện á, à, đang mệt quá, như là xin ngủ ở ngoài. Thì cái mẹ em cũng nói là thôi ngủ đi, không sao đâu, có gì sáng về. Dạ. Ôi, có như là gián tiếp ủng hộ rồi. Dạ. Nhưng mà em thất vọng anh. Sao vậy? Thì qua cái đêm mà sáng dậy không mặc đồ, em thất vọng lắm. Cái em hỏi, ủa em có nhớ gì tối hôm qua không? Nói em nhớ gì hết trơn á. Anh làm lại được không? Là bắt đầu quen nhau. Dạ, em nói là mắc cười quá, chưa nói quen gì hết mà làm gì người ta. Em mới bắt buộc ảnh là phải tỏ tình em đi. Rồi trước khi đám cưới, chắc anh nghĩ là chắc đâu có cái biến cố gì xảy ra đúng không? Tức là gia đình em có đồng ý cái mối tình này không? Dạ cũng cũng có trắc trở nhiều lắm chị. Trắc trở cái gì? Ba mẹ em là nghĩ vợ em là đi múa, chụp hình trên mạng thì cũng đi vũ trường hay là ba bước này nọ. Nghĩ là vợ em rất là quậy đó. Nói chung là quậy. Thì có khuyên em là suy nghĩ kỹ nha. Rồi hãy lấy. Thì em cũng có dẫn vợ em về nhà. Nhà em bên mẹ em tới mười mấy người luôn chị. Em phải đi thuyết trình từng người, từng người, từng người, từng người. Ồ vậy hả? Nhưng mà rồi đám cưới vẫn xảy ra đúng như cái dự định của mình đúng không? Dạ đúng. Là mẹ em đi coi ngày luôn. Bây giờ mẹ cưng vợ không? Dạ cưng. Ba má chồng dễ thương lắm chị. Như vậy là đó chắc lại là cái khó khăn nhất đối với em. Dạ đúng rồi. Trước khi đám cưới đúng không? Dạ. Hai chồng cưới nhau lâu chưa? Dạ hơn một năm thêm mấy ngày. Chắc có lẽ ảnh là một người chồng lý tưởng đúng không? Rất lãng mạn, dịu dàng, rất là nhẹ nhàng, không có tật xấu gì đâu đúng không? Dạ không, ảnh chỉ là không hút thuốc, không uống rượu, bia. Thôi giờ tôi hỏi tật xấu à. Đó. Đừng có nói còn, tật xấu. Còn bao nhiêu là xấu hết luôn á chị. Trừ hai cái đó ra. Cái tật xấu nào mà nó sợ vậy, xấu đau, xấu đớn á. Xấu đau, xấu đớn luôn là nhìn ảnh rất là đẹp như vậy. Nhưng mà ra ở nhà rất là bê bối. Và rất là trễ giờ, rất là mò mẫm. Trước khi mà lấy nhau á, là ảnh là một người hoàn hảo. Em là một đứa bê bối. Nhưng mà sau khi lấy nhau á, hai đứa em đổi tính với nhau luôn. Với lại mỗi lần mà em hẹn hôm nay 6:30 mình đi nhà anh, là lúc nào cũng 6:30 mới bắt đầu tắm. Lúc nào em cũng phải là người xuống dưới dắt xe và em nổ máy sẵn em đợi. Rồi thứ hai là bê bối là phòng á, em rất là gọn gàng sạch sẽ. Em rất là thích sắp xếp đồ đạc trong phòng, trong nhà. Còn ảnh á, là mỗi lần mà em xếp xong là ảnh, cái chồng đồ em xếp rất là đẹp. Ảnh thích cái áo màu hồng ở dưới đây, ảnh rút pẹt đổ hết nguyên chồng đồ của em. Ê, hey, lưu ý chi tiết nghe, thích áo màu hồng nha. Lưu ý nghe. Dạ đúng rồi, ảnh vậy đó chị, nên là thích màu hồng và màu thích tím. Thích màu hồng và màu tím. Ban đầu, buổi ban đầu gặp nhau là đã thích màu hồng và màu tím nghe. Dạ. Người thích màu hồng người ta rất lãng mạn. Không lãng mạn. Ảnh nói với người ta nói rất nhiều, nhưng mà ảnh nói với em rất ít. Dạ, với lại ảnh bị cái gì á? Ảnh bị cái gì ta? Cục xúc hả? Bị cục xúc á chị. Dạ, ví dụ vợ giận, để vợ giận luôn. Không thèm năn nỉ luôn đó chị. Đó là vô tâm. Chỉ lãng mạn đúng dịp thôi anh chị. Giống như là một năm sinh nhật em thì lãng mạn đúng sinh nhật em thôi. Còn lại là không lãng mạn hết. Như 8 tháng 3 hay là phụ nữ Việt Nam cũng không có tặng quà. Ngược lại với những người phụ nữ khác thì có. Hả? Có không vậy? Có hả? Cái gì ông ơi?
ông vợ ông bắt có bắt. Tại vì vợ em để ý thôi chứ em thương vợ em lắm đó. Ý là em phải tư vấn cho nhiều khách hàng nữ cho nên là vợ em hay ghen lắm. Thấy thương vợ quá. Không có tật xấu. Dạ không, rất nhiều anh. Nhiều. Dạ. Chóng mặt luôn. Chóng mặt luôn. Dạ. Ừ, nhất là xem livestream anh. Giống như em đang làm ở dưới nhà này nè, vợ em trên lầu á mà coi livestream mà mở cái loa lớn anh, em nghe luôn. Nguyễn Ngọc Thiện chốt, Nguyễn Ngọc Thiện chốt, Nguyễn Ngọc Thiện chốt. Rồi em nghe mà em đang làm mà. Em giật mình vậy cho nên cuối ngày cái alo giao đồ cho Thiện anh ơi. Là cái đó bữa đó em làm là công không luôn. Là bà thích mua đồ dạ, đúng online rồi. Hả? Dạ đúng rồi. Mua hoài luôn anh, ngày nào cũng mua á. Cái bệnh đó là trời ơi con bí ngô nhà tôi với cái bà Dung bà vú dạ. Nó là bây giờ còn ghiền hơn là vậy đó, hả? Thôi đó. Chốt vậy hả? Đó, chốt đó. Còn gì nữa không? Dạ còn anh. Dây lộn là em mới biết là giờ em cũng bị thần kinh nhẹ luôn. Hai chồng em là chuẩn bị đi ngủ rồi, cũng 11, 12 giờ đêm rồi. Tự nhiên khơi chuyện ra, cãi lộn anh. Mà mỗi lần mà bà cãi là em im lặng rồi. Em thích chọc bà lắm. Bà nói không được, bà mở cửa phòng, xuống bếp bà ngồi. Em không xuống em nằm đó luôn, coi để làm cái gì. Bà gài. Xong rồi đi xuống nhà, mở cửa nhà luôn, nghe cái ké. Cái là em biết đi ra ngoài đường rồi đó. Là bỏ nhà đi. Dạ đúng rồi, bỏ nhà đi anh. Cái em thấy mở cửa nhà là em lo rồi. Em cũng đi ra ngoài đường em kiếm. Em đi vòng vòng đi bộ hồi em vô em phải lấy xe em đi kiếm. Nản quá kiếm thấy em mệt quá rồi. Chắc em nghĩ đi hồi cũng mới về thôi. Thì em chạy đến cái hẻm đó. Thấy hai cái đùi nha, ngồi như nè. Em hởm như nè. Cắn bóc hai cái đùi em liếc vô em dòm. Nó mặc chỗ ụ nè. Là núp trong bị... một cái dạ, đúng ngã anh. Ba vậy núp, đó. Núp trong một cái hông, núp trong một cái hốc nhà người ta, cái cửa sắt á. Mà ngồi. Đêm đó. Dạ. Ừ. Nguy hiểm lắm nghe em. Nói chung là giận lên là bỏ nhà đi. Dạ, dạ em hay hù á, em thích hù ảnh lắm. Là lúc mà em chỉ muốn giống như trong phim Hàn Quốc á, là khi mà mình bỏ đi thì ảnh sẽ kéo tay mình lại nè. Mà eo ổng kéo luôn. Xong rồi em đứng cái cầu thang em nói trời sao giờ chưa ra chưa kéo nữa chưa năn nỉ nữa đó. Mà bây giờ mình vô ngủ thì mình quê lắm nên là em nói là giờ mình giả bộ mình xuống mình kéo cửa đi rầm rầm đi mình bỏ đi xuống. Dạ đúng rồi cho chạy xuống kéo cửa ra cũng không chạy xuống gì quê quá đóng cửa lại thì cũng phải đi mà đi mà cứ nhìn em cứ nhìn lại ủa sao chưa ra nữa dạ mà khuya rồi 11, 12 khuya rồi mà em mặc đồ ngủ nữa mà em không có điện thoại không có tiền xong rồi em nói bây giờ mình lỡ ra rồi mình lỡ phóng lao phải theo lao luôn bây giờ mình đứng lại á thì mình quê mình về mình quê lắm mà mình đi á chỗ mình nào mà đâu? Anh dễ kiếm quá á, thì mình cũng quê mà chỗ nào anh khó kiếm quá anh kiếm không ra thì mình sẽ không về lâu nữa. Xong rồi em nói thôi bây giờ mình núp vô cái nhà đi cho anh kiếm không ra trước rồi xong rồi bắt đầu mình ló ra sau để anh kiếm được xong rồi em ngồi đó em núp xong rồi em nói em thấy ảnh em thấy anh đi ngang nhưng mà em trốn kỹ lắm chị em thấy anh đi ngang em nói trời ơi cũng đi kiếm mà mày đặt hả nãy không dí theo luôn đi xong rồi em vui lắm em ngồi em giận mà em vui đó xong rồi kia anh em thấy anh không thấy anh đi qua luôn rồi xong cái em ngồi ló ra khoảng 5 phút em thấy mất tiêu luôn chị em nói trời bây giờ chỉ có nào vô anh ngủ có nào vô anh ngủ không em thấy em ru vậy anh ấy vậy thôi bây giờ mình đếm từ 1 tới 100 nếu mà không thấy ảnh á là mình đi về còn thấy ảnh là trước ông trời thương nhân duyên tiền định hai đứa thì em đang ngồi em đếm sao em thấy chiếc xe bạch ảnh chạy tới trời em mừng quá trời luôn chị mà vẫn phải thể hiện vẫn phải thể hiện xong ảnh nói đi về không xong ảnh nói thôi khuya rồi đi về ngủ đi xong em đứng dậy em tự đi bộ vô chồng em thấy dễ cưng quá à không có thay đổi gì không dạ có em mong muốn chồng em mê thể thao rất là thích đá banh một tuần là phải đá banh 2 ngày thứ ba thứ năm là bất chấp luôn bất chấp công việc cứ để qua một bên vậy đó chị là cứ đúng giờ hẹn là phải đi đá banh là em muốn chồng em bớt đi đá banh lại cái đó tốt mà anh chị thể thao tốt mà nhưng mà vợ em cấm em hiểu dạ tại vì mỗi lần ảnh đá về là ảnh té lúc nào cũng bị nên mình xót á chị còn em sao cưng dạ em chỉ muốn là vợ em là bớt đi diễn là nhiều á tại vì hai vợ chồng em là cũng đang mong có em bé cho nên là hạn chế đi diễn lại để dưỡng cho con người cho nó khỏe chứ còn cái là mong vợ em là đừng có hửi em nhiều quá nữa em hửi hả hửi có cái tật xấu rất kinh dị luôn á không biết ai giống như vợ em tức là em đi làm về khoái hửi mà những cái chỗ mà nhạy cảm mà hửi cho kẹt nữa đúng rồi ghiền mùi hả dạ đúng dạ. Rồi em không hửi em ngủ không được nhưng mỗi lần mà em có cái tật luôn á là trước khi ngủ là em phải đưa gì nè đó giờ em ngủ mới ngon trời đó, thôi vậy cái đó dễ cưng mà cái đó làm sao mà bỏ được cái đó không cần bỏ em ơi nhưng mà em nhột lắm nếu mà giờ vợ bớt đi múa lại thì chồng cũng bớt đi đá banh lại hai đứa như vậy mới là đồng chồng đồng vợ đúng không
Rồi. Yeah. Thôi cũng mong cho, cũng chúc cho vợ chồng em qua năm sau sẽ có được tin vui. Yeah. Và cuối năm sau sẽ chào đón một em bé tuyệt vời đến với vợ chồng yêu thương. Yeah. Rồi xin cảm ơn hai em. Yeah. À. Cảm ơn chị. Chào chàng ca sĩ Điển. Trời ơi, thưa quý vị, chắc chúng ta rất là dễ dàng nhận ra đây chính là ca sĩ được mệnh danh là hoàng tử trong làng âm nhạc, ca sĩ Đăng Khôi. Đăng Khôi à. Đầu tiên thì cho phép Đăng Khôi xin gửi chào tới chị Hồng Vân ạ, anh Quốc Thuận. Xin giới thiệu tất cả mọi người, mình là Đăng Khôi. Bây giờ thì năm nay mình 37 tuổi, là một ca sĩ, là một nghệ sĩ ở trong showbiz. Và còn đây là vợ mình là Thủy Anh. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Anh Khôi và Thủy Anh đã có hai bé, là hai bé trai. Bé Ken là con đầu lòng 7 tuổi và bé Đăng Anh là bé thứ hai 4 tuổi. Thủy Anh thì hiện giờ đang điều hành một công ty về truyền thông của hai vợ chồng cũng được 10 năm rồi ạ. Nói nghe nè, là hai em là lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Thực ra là em và anh Khôi đã có hai lần chạm mặt nhau. Nhưng mà với em thì em rất ấn tượng với anh ý. Nhưng anh ý sau này em hỏi anh không có nhớ gì hết. Lúc đó là hai buổi chụp hình của báo Học Trò. Em là sinh viên đại học năm thứ hai. Em là người mẫu Học Trò. Còn anh ý hồi ở Hà Nội đã là một ca sĩ rất là nổi tiếng rồi. Hôm đó là em biết em được gặp anh Đăng Khôi trong một buổi chụp hình. Không phải chụp chung với nhau mà hai mảng khác nhau. Anh chụp bìa còn em chụp thời trang. Thì em trang điểm rất là đẹp, rất là tự tin, rồi chào hỏi anh ý. Cả hai lần đều thế. Thế xong đến sau này em hỏi là anh không nhớ gì, không ấn tượng gì với em hết trơn ấy. Và đến cái lần thứ ba thì em nhớ là hôm đó em được mời đến tham dự một cái cửa hàng của người bạn em. Thì khi mà em đến, em đang trò chuyện trong cửa hàng quần áo thì một người bạn thân chính là cái bác chụp ảnh chở vợ em đến. Cô ấy không có trang điểm gì hết, tóc cũng... Tóc thì bù xù à? Bù xù, quần ngố đến đây, chân thì đi dép tổ ong, lẹt quẹt. Nhưng mà khi mà cái người con gái đấy bước vào thì em nhìn thấy... Tự nhiên em lại giống như một cái tiếng sét nó đánh trúng rồi đó. Mà tìm cách để bắt chuyện rồi là... Anh xin số điện thoại của mới em. Mới gọi. Cái bác người bạn thân đó là bác tài, cho em xin số điện thoại của ấy đi. Thế là em mới xin số điện thoại và sau cái buổi đó thì em mới liên lạc. Rồi, tóm gọn lại là mộc mạc nó mới giả chạc vô tim. Nhưng mà sau đó thì sao? Dạ, sau đó thì lúc mà em gặp vợ em là tháng 10. Lúc mà em liên lạc lại mà gặp lại lần tiếp theo là vào sinh nhật của em, là 28 tháng 11, là khoảng gần 2 tháng sau. Thì em lại bay ra Hà Nội và em tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng thôi, một bữa ăn. Thì em lại mời những người bạn thân của mình, và trong đó thì em có nói là người bạn nghĩa ảnh gia của em là bác Tài ơi, bây giờ bác mời dùm, làm cách nào mà bác phải mời cho em được cái cô gái mà hôm trước mà em xin số điện thoại đó. Em còn trêu là bác mà không mời được cô ấy là bác đừng có tới tự tham dự lễ sinh nhật của em. Em vợ em phải có một buổi đi làm. Em đó làm MC cho đài truyền hình. Vâng. Thì em phải quay xong rồi em mới tới. Lúc đấy khá là muộn, và tiệc em sắp tàn rồi. Sinh nhật thì em cứ ngóng. Trễ quá mà không thấy vợ, thấy người mà mình muốn gặp tới. Thì mãi gần hết buổi tiệc thì người bạn em mới chở được, gọi là vợ của em tới. Món thì... quà đặc biệt đúng không? Dạ. Nhưng mà em đến lúc nào thì em mới biết được một điều là Khôi thích em. Anh ấy mời em đến sinh nhật xong thì em cũng không suy nghĩ gì cả, không để tâm. Thế đùng một cái hôm đấy là bố mẹ em nghe điện thoại bàn. Thì thấy một người xưng là Đăng Khôi gọi điện đến. Xong là lúc sau anh gặp được em thì anh mới rủ em đi cà phê. Thì em nói tại vì mẹ em dạy em rất là kỹ càng ấy, không có thoải mái cái chuyện thích đi đâu thì đi. Thế em mới bảo anh Khôi là thì có gì anh qua nhà đón em. Thì sau cái hôm đấy anh đến, anh nói chuyện với bố mẹ em rất là đàng hoàng luôn. Em thấy là người bạn khác giới đầu tiên mà đến nhà thưa gửi đàng hoàng, ngồi nói chuyện với bố mẹ em cả tiếng đồng hồ xong mới xin phép để đưa em đi cà phê. Thì em mới thấy là anh sẵn sàng làm việc đấy để rủ mình đi thì chắc là có tình ý gì với mình đây. Và sau đó là em đón rồi em đi cà phê ở quán iPop ở gần Hồ Gươm, một quán cà phê. Và hôm đó tụi em mới có cái không gian riêng để mới hỏi nhau nhiều hơn thông tin về... Đấy là chính xác là cái buổi hẹn hò đầu tiên. Cà phê xong là anh Khôi đưa em về nhà, và cũng trên chiếc xe hơi đó thì khung cảnh Hà Nội lúc đó là trời tối mà lạnh. Sao mà anh ý bật một cái bản audio không lời, thì anh ý khoe với em là đây là bản phối mà một bài hát anh ý vừa mới viết. Em có muốn nghe không? Xong lúc đó anh ý hát cho em.
Và trong cái bài hát đấy có một câu là mình yêu nhau đi không cần ngày mai. À, thế em mới biết là ủa tôi chết. Là rồi. Ủa tôi chết mấy đêm trăng rồi. Mình bị lừa rồi. Nhưng mà anh muốn biết cái bài đó là bài nào? Ca khúc đó tên là Con đường tình yêu. Bây giờ em hát lời cái đoạn đó đi. Hát đi. Một cái đoạn nào mà có cái câu mà yêu nhau đi không cần ngày mốt, ở quên ngày mai đó. Dạ. Yeah. Rồi em sẽ hát cho anh và cũng như là tất cả các quý khán giả đây nghe. Này em thương yêu ơi, cho dù ta chung bao ước mơ, mà vì sao con đường tình yêu sao nhiều nước mắt, sao nhiều trông gai. Dù mai ta không bên nhau, xin đừng oán trách cho thêm sầu đau, vì tình yêu anh dành cho em mãi mãi không hề phai. Mình yêu nhau đi không cần ngày mai, mình yêu nhau đi đừng toan tính ai được hơn, dù cho mai sau không còn bên nhau thì em hãy nhớ rằng tình yêu anh dành cho em suốt cuộc đời. Trời ơi, lý do vì sao em lại có một cái cảm xúc nó dâng trào mãnh liệt đến như vậy? Mỗi lần nghe bài hát này thì nó gắn liền với một kỷ niệm là chúng em đã chia tay rồi. Và khi mà quyết định quay lại với nhau ấy, hôm đó là Noel mùa đông Hà Nội rất là lạnh, và em đi theo anh Khôi và đứng sau cánh gà để bấm đĩa cho anh Khôi ở trên sân khấu. Và lúc đó anh cũng chưa nói với em về việc là mình sẽ tiếp tục như thế nào. Tức là cái tình yêu của bọn em lúc đấy nó chỉ trong một cái không gian rất là nhỏ, không được tiết lộ cho những người xung quanh biết. Thì trên sân khấu ngày hôm đấy trước tất cả các khán giả, anh Khôi nói là anh muốn hát bài này để tặng cho người mà anh yêu. Thì cái ca khúc này vang lên, em đứng đằng sau sân khấu, em không thể nói, em kìm được nước mắt. Và em biết lúc đấy là anh là người quan trọng nhất của em. Thì mỗi lần nghe ca khúc này thì cảm xúc về những kỷ niệm nó ùa về. Và mình không thể nào. Và cũng vì 14 năm qua chúng em đã trải qua rất nhiều những biến cố cùng nhau, có thể nhìn vào em như thế này rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp đẽ, nhưng đằng sau chúng em đã phải vượt qua rất nhiều chuyện. Và đến được bây giờ thì là cả một sự cố gắng, chứ không phải là chỉ đơn giản chỉ không, có tình đơn yêu. Giản là cái tình yêu màu hồng, đúng không? Nhưng mà chị muốn hỏi nè, tức là nãy em có nói cái chuyện tụi em chia tay nhau, thì tại sao lại có cái điều đó, và điều đó xảy ra vào cái thời điểm nào? Cái này thì cho phép em xin được chia sẻ, vì là thì mình mới yêu nhau thì mình không thể nào xác định rằng là cái người yêu đó sẽ là vợ của mình, đúng không ạ? Và tất nhiên thì tụi em yêu nhau chính thức là bắt đầu từ năm 2005. Em yêu đến 2008. Thì lúc đấy tụi em đã đi được chặng đường là 3 năm với nhau rồi. Cuối hè 8, lúc đó là em đang là đại sứ du lịch của Việt Nam ở Đài Loan. Thì hôm đó thì Noel và Tết Tây thì em sang đó để hát cho cộng đồng người Việt. Thì thực sự là lúc đó, trước lúc đó là khoảng 3 tháng là tụi em đã chia tay nhau. Bởi vì em chỉ có một suy nghĩ thôi, bởi vì là em không muốn tình yêu của mình dành cho vợ mình là một tình yêu ích kỷ. Bởi vì thực lòng là lúc ấy cái tình yêu dành cho âm nhạc của em quá lớn. Nên em nói vợ em là thôi bây giờ mình nên thử chia tay nhau. Thử chia tay nhau trong 3 tháng thôi, thử xem là mình có cần nhau hay không. Nếu thực sự mình cần nhau thì mình sẽ quay lại với nhau, và mình sẽ tiến đến một cái bước là hôn nhân, thì em cũng sẽ sẵn sàng hy sinh cái đam mê lớn nhất của mình. Thì em nhớ là hôm đó là giao thừa năm 2008, anh Khôi đang ở Đài Loan, anh ấy ở một mình. Thì trong lúc giao thừa anh gọi điện cho em, thì trong cái khoảnh khắc đó thì anh có nói những cái lời mà muốn hai đứa cùng tiếp tục quay trở lại với nhau. Thì em cũng lắng nghe thôi, nhưng mà anh ở xa quá em chưa biết là phải làm thế nào. Thì ngay sau đó khi trở về Việt Nam, anh ấy mua một chiếc nhẫn kim cương nhỏ thôi, và đến bây giờ em vẫn đeo. Anh đến để nói với em rằng là anh muốn chúng mình kết hôn và bắt đầu một cuộc sống mới. Hai vợ chồng đi làm đăng ký kết hôn để cho hai bố mẹ gia đình biết được là cái sự quyết tâm của hai tụi em. Em cũng xin vợ em và bố mẹ vợ em và cả bố mẹ đẻ em nữa
là cho em một cái khoảng thời gian 3 năm để em có thể làm nốt tất cả những mong ước của em trong sự nghiệp âm nhạc. Đăng ký kết hôn rồi hai đứa vào Sài Gòn để lập nghiệp. Đó. Đó. Thì trong cái thời điểm đó đó là nó có những cái biến cố gì không? Trước khi em vào Sài Gòn là nhà anh Khôi bị cháy. Là một cái thử thách đầu tiên. Trong Nam? Ừ. Lúc đó là ở nhà bố mẹ đẻ em ở Hà Nội. Ở Hà Nội. Năm cháy nặng không em? Cháy không còn gì không luôn. Cái gì rất là hết. May mắn là không nhà thiệt hại em về là người. Cũng 5 tầng. Là cháy từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới cháy không còn là gì luôn. Biến cố đầu tiên, biến cố đầu tiên trong cuộc đời là trước khi lấy anh ấy mình đã phải đối mặt rồi. Tháng 6 2009 là vào Sài Gòn là đó. Đăng ký kết hôn xong là bọn em vào Sài Gòn. Thì bọn em lúc đó là chỉ biết lao đầu vào làm việc thôi, tại vì phải xây dựng lại rất là nhiều để khán giả trong Nam đón nhận. Thì đó là những cái thời điểm mà anh ấy làm việc cực kỳ là tâm huyết và cật lực công luôn, công suất rất là nhiều. Sự nghiệp của em lúc đó là đến đạt đỉnh luôn, đỉnh điểm nhất của em. Thì cái lúc mà đang đỉnh cao nhất của em, sau đó nửa năm thì em bị, một ngày em ngủ dậy em bị mất thính lực, em bị điếc vào bên tai trái. Em ngủ dậy là em bị mất thăng bằng, em cứ đứng là em ngã xuống đất. Mà em ai mà nói với em á, thì tai này em nghe được, nhưng mà tai này nó đứt. Tai của anh Khôi gặp vấn đề đấy chính là bệnh cholesteatoma. Một trong những bệnh cực kỳ nguy hiểm của tai. Nó ăn hết cả toàn bộ cái ốc tai và nó bám xương tai. Chỉ có 1mm là bám lên màng não, mà nếu mà bám lên màng não là sẽ nguy hiểm tính mạng liền. Bác sĩ là ngay lập tức bác bảo là chỉ cho vòng, bác cho em vòng 3 ngày, 4 ngày thôi là phải nhập viện phẫu thuật liền ngay lập tức. Nếu không phẫu thuật là nguy hiểm. Và sau đó là em phải khác toàn bộ công việc. Em vào phẫu thuật, mà anh biết là khi em phẫu thuật xong một cái á, là cuộc đời em nó khác hẳn luôn. Anh biết sao trước lúc đó là em và hai vợ chồng em là chỉ có đi diễn và bay diễn. Bay. Còn khi em phẫu thuật xong á, là em phải toàn bộ cái tai bên trong và xương con các ông là bọn em là đồ nhân tạo hết. Đến giờ này cũng vẫn vậy. Bác sĩ yêu cầu em tối thiểu phải mất 2 năm để cho những cái đồ nhân tạo đó, vì nó rất là nhỏ và nó tinh vi. Nó mới mix vô, nó bọc các loại, nó mới cố định được. Lúc đó em phải luôn luôn đem cái máy ở đây để thậm chí là cung cấp cái chất dinh dưỡng cho tai. Cho nên là anh hiểu ra là thời gian khi mà em phẫu thuật xong, ai mà vào á, một tháng đầu là một tuần đầu tiên là không được nói chuyện. Nói chuyện với em là phải viết bằng giấy. Vì nói là em đau. Là em buốt ở đầu. Thế nên gần như em ở trong cái phòng tĩnh tâm hoàn toàn. Sau đó 10 ngày sau em mới được về nhà. Trong 2 năm đó là không được nhận show diễn không? Anh hồi phục trong vòng 6 tháng. Được cử động nhiều. Thì lúc đó là em trả nợ các show đã ký từ trước. Nhưng mà lại không được bay máy bay, vì áp suất nó sẽ làm cái mảnh ghép đấy nó bị bung ra. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn nhận show đi diễn được thì em phải trả nợ chứ không phải nhận show. Cái cách của em đó chính là đi diễn bằng tàu hỏa. Em phải đi diễn bằng tàu hỏa. Từ Nam ra Bắc là đi bằng tàu hỏa. Ôi trời, một hot girl như thế này theo hot boy vào Sài Gòn, chưa gì chưa gặp hai biến cố. Rồi còn biến cố nào nữa không em? Chưa hết ạ. Nó mới chỉ được gần một nửa thôi ạ. Tưởng chừng là hai cái trước đã là lớn đúng không? Nó không có lớn. Ngày 12 tháng 12, 2013, tập sau đầy đám cưới một tháng. Thì em biết một cái tin là... Tin sét đánh. Mẹ em bị ung thư. Mẹ ruột em. Mẹ bao nhiêu tuổi không? Dạ, mẹ em là 53. Lúc là 53 tuổi. Mẹ em cứ bị xẹp 7 cái đốt xương. Và sau 6 tháng 7 cái đốt xương nó xẹp. Thì nó cứ xẹp dần, nó cứ biến mất luôn. Mẹ em đang cao và mẹ em bị lùn đi tận 11cm. Và đến mức độ mà mẹ em khi mà đám cưới em xong là em không hề biết được cái tin về bố em, về sau mới nói là mẹ em phải rất là cắn răng và phải đi tiêm. Nó tiêm rất tiêm nhiều. Tiêm mấy mũi để xương để không có đau. Để mẹ em dự được đám cưới của em. Mà sau đám cưới của em á, mẹ nằm là mẹ em nằm một tháng luôn mà mẹ em sút mười mấy cân là. Bác sĩ thì nói với bố em là chỉ còn được 2 tháng nữa thôi. Còn tâm nguyện gì thì làm nốt đi. Nhưng mà nó là ung thư gì? Mẹ em bị ung thư gọi là myeloma, nó là đa u tủy. Đa u tủy thì tức là nó là một loại ung thư máu. Nhưng mà bây giờ sức khỏe mẹ sao rồi? Từ bây giờ đến 6 năm thì trộm vía mẹ em vẫn sức khỏe tốt đến tận bây giờ. Tức là mẹ bây giờ là 59 rồi hả? Dạ. Thôi mình bỏ quá khứ qua một bên đi. Bây giờ mình chuyển qua cái hiện tại nè. Cái hiện tại á là sang cái phần 2, đó là cái phần mà gọi là tật cái phần xấu. Mà nói anh đang muốn biết tật xấu đang khôi là gì. Tật xấu đầu tiên thì chồng em có sở thích ăn hạt hướng dương và đồ ăn vặt, và ăn không phải là một cách bình thường mà phải ném tứ tung. Rồi anh có tự hốt không? Em đã góp ý và anh ăn vặt cũng được thôi, nhưng mà ăn xong thì cho cái giỏ để vợ mà có dọn thì nó nhẹ nhàng hơn. Không, chồng nhưng rất mà chồng... là stress. Chồng không được nói, là anh muốn ném xuống để cho xả stress. Tức là mình không cần quan tâm, mình vừa đọc truyện, mình vừa cắn hạt hướng dương, mình không cần quan tâm, không phải gò ép, mình để cho
cho vào cái bao ni lông. Không xong được, phải thay đổi. Mỗi lần mà em bé nhà em bước vào phòng, em bé nhà em nhìn thấy bãi chiến trường của bố Khôi là lại thốt lên: ôi trời ơi, con chuột bố Khôi, con lại phải đi dọn nữa, con mệt mỏi quá à. Em có quay đoạn clip đó rất là dễ thương, phải ghi lại làm bằng chứng luôn để sau này lỡ anh ấy quên thì anh ấy không có chối được. Cái thứ hai, cái gì nữa nè? Cái thứ hai là anh hay quên, chắc là có cơ hội chắc anh quên em luôn. Những cái gì mà không gắn lên người chắc quên hết. Mất ví, mất điện thoại, mất túi sách không biết bao nhiêu lần, mất tiếng mà, có bao giờ mà đưa em đi mà quên đón em về không? Có chứ, mải mê nói chuyện rồi công việc rồi sắp xếp không có khớp thời gian luôn. Là em lại phải tự book xe đi về. Lơ đẩn. Mà em bảo em vợ em nói gì là em chịu gật đầu, em không dám nói gì. Tại vì đúng quá mà. Em góp ý là đấy thôi, bây giờ mình phải cố gắng thay đổi trước khi mình đứng dậy, mình xem xung quanh mình có để quên gì không. Anh bảo anh không nhớ được. Rồi giờ em mong muốn chồng em thay đổi gì? Em chỉ muốn là anh khắc phục lại một chút thôi. Ví dụ quên 10 giờ chỉ quên 8 thôi. Cố gắng để ý lại, quên, phải luyện trí lại, luyện trí lại. Khó lắm anh ơi. Rồi, tới em đó coi. Phí anh có hoàn hảo không? Thật ra em ngồi thấy cô ấy nói về mình cũng tìm cách mà nghĩ hoài, nghĩ không ra anh ơi. Mà bây giờ em mà nói là tối nay là chết với bà đó. Bây giờ chị hỏi em là vợ em có hay ghen không? Em đừng có nói là không có nha, em trời đừng có nói không có nha. Vợ em là super ghen luôn. Đó, thấy chưa? Super ghen. Ghen sao, ví dụ? Ví dụ ngay hôm qua thôi, em chạy qua chương trình Hò Dô của anh Huy Tuấn, rồi ngồi với Dơ Hắc Linh thôi, là anh Dơ Hắc Linh phải thốt lên: trời ơi, sao vừa mới gặp tôi mà có 5 phút thôi mà vợ gọi FaceTime rồi liên tục kìa. À, là xem coi ông có ngồi với ai đúng không? Kiểm soát đúng mà có chồng. Khi nào mà ghen trong giấc ngủ luôn không? Trời ơi, anh nói đúng luôn. Trời ơi. Vợ em là nhờ một tuần nó 7 ngày thì sẽ có 5 ngày. Là thì em rất em hay, thì hay thức đêm. Mà vợ em: trong đâu rồi? Trong đâu rồi? Ai kiếm trong tôi với. Tức là vợ em luôn nằm mơ ác mộng với em. Ồ, vậy đó hả? Tức là em luôn em làm... rất là hay mơ là em chồng thấy em thấy bà nào vẫn không đi hay sao? Ngoại tình và em bị mất chồng nên là khi em thức dậy em nhìn anh ấy ánh mắt hình viên đạn. Rồi bây giờ em mong muốn vợ sao? Thực ra là khi mình đã yêu ai rồi thì tất cả những thật xấu thì em nghĩ đều là những gì rất là dễ thương. Và đấy mới là vợ mình anh ạ. Chứ nằm mà buổi tối mà không có hú hét, không có gào rú mất gì á thì không phải vợ mình. Quen rồi. Tức là em chấp nhận vợ em ghen như vậy đúng không? Mà thôi anh ơi, vợ em gào rú thế đi còn đỡ, chứ còn vợ em mà ngáy là chết em rồi. Thôi, này dễ thương quá. Dễ thương quá. Thì thay mặt chương trình đó là phải cảm ơn vợ chồng em rất nhiều vì tụi em đã tham gia chương trình. Thông qua cái câu chuyện này thì khán giả sẽ có một cái nhìn khác hơn về những cặp vợ chồng trong showbiz. Không phải là như mọi người hay nghĩ là họ nay hợp rồi mai tan. Mà thực sự là những người trong showbiz của chúng tôi á, rất nhiều những cặp vợ chồng đã phải vượt qua rất nhiều những cái thử thách, những cái khó khăn. Và chúng tôi phải tự hoàn thiện bản thân mình rất nhiều để có thể giữ được một cái rừng cột gia đình nhỏ. Thì mong là quý vị khán giả có một cái nhìn khác hơn về giới showbiz của chúng tôi nha. Cảm ơn Đăng Khôi và Thúy Anh. Ok. Trời ơi, ra một y chang luôn nè. Dạ, xin chào Cố Thuận và chị Hồng Vân ạ. Và chào thưa khán giả. Em tên là Bùi Quốc Thắng, năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang làm IT và marketing. Em sinh ra Bình Dương và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Thanh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý và em đến từ Long An và đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi gặp nhau ở Sài Gòn rồi yêu nhau. Cưới nhau đúng không? Tụi em học chung năm cấp 3 ạ. Học chung ở đâu? Dạ ở thành phố ạ. Dạ, lúc cấp 3 là tụi em học hai lớp là học gần nhau. Thì bạn này là bạn thân của bạn trai cũ của em. Còn em là chuyên gia đi cua bạn gái cho bạn này. Cái thời lúc 10 là em đã thích bạn này chưa? Lúc đó chồng em rất là đẹp trai, trắng. Và nhìn giống như là mấy cái bạn sói ca của Hàn Quốc vậy. Thì lúc đó em đang ngồi học vậy, em ngước lên bạn từ trên bảng, bạn đi xuống. Sau em nhìn lên: ô sao bạn này đẹp quá vậy. Xong quay qua nói với nhỏ bạn kế bên: ê mày, cái thằng này đẹp trai quá, thằng này mà cua tao là tao chịu liền đúng mày. Chồng em không lợi cua em nên qua ngày em xem quên. Thắng lúc đó là đã có bạn gái nào trong trường chưa? Dạ hiện tại lúc đó em chưa có bạn gái ạ. Lúc đó em đang để ý một bạn dưới quê. Nhưng mà lần đầu gặp vợ em thì em chỉ để ý là sao mà con nhỏ này nó ốm mà tóc ngắn như con trai á. Dạ, mà đầu này còn hói nữa. Trời, lúc đó thì cũng hơi ngạc nhiên.
Xong rồi có mấy bạn ở trong khói rất là thích bạn này, tại vì bạn này rất là đẹp. Sao em còn nói trời ơi mấy đứa này bị điên thẳng sàm chết. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn cua được cho bạn này với bạn đó. À, là bạn Thắng này với bạn em là quen nhau. Dạ. Mà là do em đốc thúc đúng không? Dạ. Là do em là bà Mai. Ừ. Bạn mình. Bao lâu thì các em mới bắt đầu coi như có ấn tượng lại và quen nhau? Đầu năm 3 đại học thì bạn trai cũ của em là bạn thân của bạn này thì bạn đó về nước thì mới hẹn trong nhóm là 4 người đi chơi với nhau. Lúc đó bạn trai cũ về lâu rồi mình mới gặp lại, mình cũng trang điểm này kia nọ rồi mặc đồ đẹp lắm. Xong bạn này mới vừa tới đón em, cái bạn trai cũ điện nói là bây giờ không có xe đi nên không đi được. Xong cái bạn nữ kia mới điện: ê tụi bay đi chưa vậy, tụi bay khỏi lên đi nha, ở đây mưa to lắm. Rồi xong bây giờ chỉ còn hai đứa nên là hai đứa bắt đầu đi chơi với nhau. Sau đó thì một tuần sau thì tụi em có chuyến là đi Vũng Tàu. Sau chuyến đi Vũng Tàu về thì bạn này bắt đầu là để ý em. Lý do gì mà sau cái chuyến đi Vũng Tàu đó em để ý vợ em? Tại lúc đó vợ em cũng trang điểm vậy với diện đồ á, nhìn cũng xinh lên. Lúc đó em đang có một vấn đề, vợ em cũng động viên em rồi khuyên nhủ này kia, cảm động trước cái đó. Nên em mới bắt đầu tán tỉnh. Nhưng mà lúc này á, là bạn Thắng này á, vẫn còn cái nét xoái ca như cái thời mà cấp 3 em gặp. Dạ lúc đó là bạn nó bị xuống cấp rồi anh. Xong rồi đi rước em á, còn mặc quần què đi rước em nữa là cái quần jean á. Xong rồi cắt thì người ta dắt sổ người ta lên like đi, còn không có để cho mấy cái sợi tưa vậy á. Xong rồi đi đón em không dám lên xe luôn. Sao? Là đợt đó em bị té xe. Rồi quần á, coi như chú em cắt mà cắt không hết. Như em thấy quần đó vợ em mua cho em mà đợt đó té xe em có giờ quần đó mà em không bị chạy chân. Mỗi lần mà đi mua đồ á là phải gây lộn. Thôi anh không cần đâu, anh không cần đâu. Xong phải gây lộn. Mà nói giờ mua không? Không mua hả? Tối nay treo giò luôn, khỏi cho làm gì hết. La làng dậy sớm lên cái kiểu là chồng mới chịu là quẹo vô mua mà cái mặt thì ục thế này nè. Rồi sau cái đợt mà đi Vũng Tàu đó, rồi đến lúc mà các em quen nhau á là bao lâu? À, dạ chắc tầm khoảng 3 tháng. Dạ. Rồi, yêu nhau mấy tình năm? Yêu các em có màu hồng không? Dạ cũng có biến cố một xíu là quen nhau được một tháng thì tụi em chia tay. Ngày xưa em quen bạn gái cũ thì em có nhắn tin với một bạn nữa, đó cũng người cũ của em luôn, nhắn tin xưng hô cái chuyện ngày xưa vợ chồng đó. Dạ, lúc đó cái vợ em mới đọc nhắn cũ em thì thấy thì mới kêu em là Giang Sơn dễ lỗi bản tính khó dời. Rồi xong cái đùng nổi giận là chia tay luôn lúc đó. Em cứ việc lựa đồ tiền bạc cứ để anh lo. Xong rồi quan tâm rồi thả thính các kiểu. Xong em nói trời ơi ủa Thắng sao lúc này mày đang quen với con kia mà mày đi nhắn con này vậy Thắng. Xong cái chồng em nói thì chuyện qua lâu rồi nhưng mà anh giờ anh đâu có vậy. Không nhưng mà tính lăng nhăng này chi nọ vậy là ăn vô máu thì sao không được. Xong rồi em bỏ. Rồi nghỉ chơi nhau bao lâu thì quen lại? Dạ khoảng tuần. Một tuần. Trời ơi, quá. Trời ơi, để cái thay đổi bản chất có một tuần lễ là chấp nhận liền. Tại vì em làm cái nào để mà có thể là hàng gắn lại được? Là... Dạ, lúc đó phụ huynh ra tay. Hề thốt, trà lết, quết sảm dữ lắm nè, đúng không? Dạ, cũng đúng á. Mấy bạn em nói em, ừ thôi sao mày xàm quá. Ngày xưa lúc nó còn đi học thì nó vậy thôi. Rồi xong là hai đứa quen nhau khóc và bạn này cũng hứa hẹn các kiểu thì bắt đầu là em nói thôi bây giờ cho cơ hội quen lại. Thì tụi em quen nhau cho tới bây giờ. Rồi bao lâu đám cưới? Dạ đúng 2 năm là đám cưới. Mà lý do gì đám cưới? Em có cái tật là rất là hay bị bệnh, hay bị nhức đầu xong rồi chóng mặt ói. Thì đợt đó là em nằm bệnh viện thì bạn này là nuôi em. Cái bữa thứ ba cái là mẹ em vừa đem cơm vô thì y tá lại nói: bệnh nhân Nguyễn Thanh Thanh, người nhà đi mua que thử thai. Mẹ em sợ lắm. Xong là người ta mới giải thích với mẹ á, vô bệnh viện á thì cái lứa tuổi mà giống như là có thể mang thai được thì tất cả mọi người đều phải thử hết. Tại vì sợ là có thai nhưng mà không biết hoặc là giấu á thì ảnh hưởng. Mẹ em sợ mà em xanh lét luôn. Tại vì lúc đó là quen nhau là hai người đã dọn về ở mà gần nhà trọ nhau rồi, chỉ cách nhau cái dách thôi. Mẹ em mới cái đi coi thầy. Thầy nói là tháng mấy nữa này có ngày đám cưới, còn không thì 2-3 năm nữa. Xong bạn này điện về cho ba chồng em. Xong rồi ba chồng em mới điện cho mẹ ruột. Thì hai ba mẹ nói chuyện qua lại với nhau trong vòng 1 tiếng 18 phút là chốt deal luôn. Tụi em làm đám cưới. Chốt deal luôn. Đốt mạng ký vô tờ đăng ký kết hôn mà. Em ký xong nó ủa vậy là có chồng rồi hả? Lúc đó em chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì luôn. Nhưng mà lúc đó hai bạn là vẫn giữ gìn cho nhau, là chưa có vượt rào, chưa có gì phải không?
Tụi em là đám cưới xong là khoảng một tuần sau mới động phòng. À, tức là trước đó là chưa. Có nghĩa là trước đó là vẫn giữ gìn cho nhau đúng không? Dạ. Là một... Ủa lý do gì? Đợ... Ghê quá. Lý do gì? Lộ bản chất. Để tôi nói luôn cái này. Hai chị em mình lộ bản chất hết trơn rồi. À, để tôi lộ cho. Này mà chị tôi tinh khôi. Rồi. Vậy đi. Ủa, lý do gì sao mà cưới mới một tuần sau mới động phòng? Do là gấp quá thì nhà chuẩn bị rất là chu đáo nhưng mà quên cái là cái cửa phòng tụi em á là có cái lỗ. Rồi cái lỗ nhưng mà vẫn có rèm. Rồi nhà em thì rất là có nhiều bé nhỏ qua chơi lắm. Thì tụi em đang ngủ trưa vậy, em trai kêu anh hai ơi. Xong rồi anh vợ chồng em chưa kịp dậy là tự tọt tay vô mở cái lỗ. Vô luôn nên là làm tụi em ăn gì được. Không dám. Xong rồi nói là thôi để đi tuần trăng mật. Thì sáng ngày hôm sau đi thì tối nay bạn này sốt. Rồi xong khỏi làm ăn gì. Xong rồi lên trên lại thành phố, lên lại trên đây. Thì mẹ với lại mấy em ruột của em bên nhà em lên đi chơi đầm sen. Lên đi chơi đầm sen nên là mọi người xong hết rồi thì mới về, thì mới động phòng. Rồi bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? Giờ tụi em lấy nhau được 2 năm. 2 năm mà có em bé chưa? Dạ đang mong mà chưa có. Tụi em lên chương trình để nhờ chị Hồng Vân và anh Quốc Thận chúc cho tụi em có em bé. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sao mà nôn con dữ vậy? Tại vì mới 25 tuổi mà đâu dạ. có cái gì đâu gấp dữ vậy. Dạ tụi em nôn lắm. Nói chung bạn bè em cũng lấy sớm lắm. Thì hiện giờ là bạn bè em hầu như là có con hết rồi. Con cũng được gần 1 tuổi rồi. Còn hai vợ chồng em từ cưới bây giờ chưa có. Với hai ông bà nữa cũng mong cháu. Mục đích của em lấy chồng sớm là không phải tại vì em mê bạn này quá, mà tại vì em muốn là mốt em đi họp phụ huynh hoặc là em ngồi xui á, em lên hai vợ chồng đẹp. Trời đất ơi, có con sớm là làm xui còn đẹp. Trời ơi, em nói anh thắng sàm, nhưng thật ra nãy giờ anh nghe anh thấy được những câu nói mà những ý nghĩ của em cực kỳ sàm đế. Trời ơi. Chồng em nói em là đang nằm ngủ bật dậy. Em ơi thôi giờ mình bán nhà đi. Nói ủa làm sao vậy anh? Mình giờ mình bán nhà đi thủ tinh đi chứ giờ chờ lâu quá rồi, bây giờ mê quá rồi. Thấy con người ta thấy thương quá, xong rồi tối ngày nhìn mấy đứa nít rồi nhìn mấy đứa cháu mê mà lắm. Mấy ông đừng áp lực, đừng có gì quá đúng rồi, đúng đó. Rồi. Cứ tận hưởng, bây giờ có thời gian đi chơi. Có thời gian thì tận hưởng đi chơi, cứ bên nhau. Đừng áp lực, nó tự động xuất hiện. Mà rồi lấy nhau rồi có tật xấu gì lòi ra không trong 2 năm? Đó. Dạ, dạ xấu đều dạ. luôn, hai vợ chồng. Xấu đều luôn hả? Dạ đúng rồi. Dạ, xàm đều là tụi chị biết rồi đó, xàm đều là biết rồi đó. Ờ Thắng ơi Thắng, dạ. Bà xã em có cái tật xấu gì không? Bà xã em phải kể đến tật xấu đầu tiên là hay nhổ tóc. Cứ lâu lâu là cứ bứt. Trời ơi, một buổi tối mà em nghĩ là bứt cũng hơn mấy chục cọng luôn á. Là em tự nhổ của em hả? Dạ, nó là thói quen của em. Bỏ ngay cái thói quen đó. Để đến một ngày nào đó mà mấy người mà lớn chút xíu là mấy người thấy cảnh đó. Đơn giản không đâu. Xin nghĩ lắm. Đi nhỏ. Ôi ơi. Dạ. Thôi còn đi nè. Dạ với lại ngủ nướng em. Tầm 7 giờ em kêu vợ ơi dạy cho mình đi làm. Thôi anh ơi cho em 5 phút nữa đi. Cái 5 phút tiếp theo em kêu thôi dậy đi em. Ủa anh không tin để em ngủ hả? Em làm việc mệt mỏi này kia đó. Ủa tây cần dậy làm dậy luôn. Xong em dậy nói trời ơi sao nãy giờ anh không kêu em dậy. Anh để ngày nào cũng đi làm trễ rồi bị trừ lương này kia nọ. Xong rồi cứ ngày nào cũng như ngày nấy. Thích ngủ nướng. Dạ yeah. Với lại hay nổi nóng anh. Mỗi khi đói nè hoặc là đang làm một công việc gì đó mà nó chưa hoàn thành á, đè em ra là cằn nhằn này kia rồi sao. Đổ lên á. Đúng rồi. Và em lại được hay quên nữa anh. Tầm nửa tiếng, tiếng sau cái quên. Rồi sau đó tự nhiên nhớ lại kêu ủa tao mày đang giận nhau mà sao tự nhiên tao hoãn mày chi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi anh. Có rồi bây giờ chuyển nhượng qua tới bên này. Rất là hay hẹn. Ngày nào cũng anh ơi làm giùm em này. Ờ ngày mai nha em. Sau ngày mai anh ơi làm này. Ngày mai nữa nha em. Nói chung là ngày mai hoài. Tới lúc mà em phải giận lên thì chồng em mới chịu làm. Còn thật xấu gì nữa không? Chồng em mê game lắm. Lúc mà chồng em sinh viên là ngồi chơi game cầm cái nhíp nhổ râu vậy nè. Lúc nào cũng vậy, hình tượng đó là hình tượng quen thuộc luôn. Ờ, hai vợ chồng thường xuyên kêu mày tao lắm mà đúng không? Dạ, dạ tại vì tụi em là bạn với nhau hồi xưa giờ nên là nó quen rồi. Nên là thường kêu mày tao, ví dụ như lúc mà yêu thương nhau thì anh ơi, xong chồng em là em yêu, xong tới lúc giận nhau là mày nha, mày sao? Rồi giờ mày muốn gì? Là hai vợ chồng em cứ vậy, xong rồi thôi. Rồi mỗi xong... tối, mỗi lần mà cái lúc đó đó là có kêu sao? Thắng người thắng. Chồng em kêu là
Thanh đến Thanh vậy thôi, xong là tự hiểu với nhau thôi. Tức là hai vợ chồng này có nhiều cung bậc cảm xúc. Dạ. Lúc cái vụ đó thì kêu tên. Lúc mà giận á thì mày tao, mà lúc bình thường á thì là anh em. Dạ. Hay chứ bộ. Là... Rồi bây giờ mong muốn Thắng thay đổi điều gì? Chồng em thì em thấy là rất là tuyệt vời rồi. Bây giờ em chỉ muốn anh là sửa sạn cho mình hơn xíu, chứ để mọi người nhìn vô nói là vợ mày không sửa sạn cho mày gì hết. Và có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn. Tại vì từ lúc mà quen em cho tới bây giờ đó là hầu như là ông xã em là chỉ biết có em thôi. Hai vợ chồng lúc nào cũng đi chung, đi làm cũng làm chung. Thế còn Thắng thì sao? Thắng muốn Thanh thay đổi điều gì? Em muốn vợ em là bớt nhổ tóc lại, với lại là bớt nóng tính. Chứ mỗi lần mà đói rồi cái gì là cứ đổ hết lỗi cho chồng mà không có đúng. Dễ thương. Cưới như vậy nghe. Nhưng mà khi mà có con rồi là hạn chế, đừng bao giờ xưng mày tao trước mặt con đó. Hai đứa vừa nói cái chuyện mong muốn thay đổi đó, thì là cái vụ nhổ tóc là tuyệt đối đi, bỏ đi. Hiểu không? Còn em á, open ra một chút. Để nhiều khi nó cũng có gọi là hỗ trợ cho cái việc mà con cái luôn đó. Thiệt đó. Và sau đây chúng tôi xin nhường lời lại cho bà mụ, à quên, ông mụ. Thuận. Thật ra là nó phải trước tiên như nãy anh nói đó, là phải thoải mái, thoải mái tận hưởng, tận hưởng cái thời gian, cái không gian riêng của hai đứa. Anh chúc cho hai em công việc luôn luôn thuận lợi, luôn luôn vui vẻ nha. Và hiểu nhau trong tất cả mọi công việc, trong tất cả mọi hoàn cảnh. Và đặc biệt là đầu năm sau, bác sĩ báo tin vui. Cuối năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến gia đình. Ôi, trọn năm luôn á, trọn năm luôn á. Cảm ơn hai đứa. Trời ơi, xinh quá. Anh đoán nghe chắc là cặp vợ chồng này đến từ xứ sở của hoa, đúng không? Nhìn bông là đoán là có thể là đến từ Đà Lạt. Vợ chồng em đến từ Đà Lạt đúng không? Dạ vâng, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận ạ. Em là Bùi Thị Tâm, năm nay 28 tuổi, em đến từ Khánh Hòa. Người ta mặc áo bông đâu có nhất thiết ta phải tới từ Đà Lạt, đúng không? Thì mình ở Khánh Hòa mình cũng xài bông được đúng không em? Nhưng mà xứ sở hoa là ở Đà Lạt, không sao cả. Khánh Hòa với Lâm Đồng nó cũng gần nhau. Rồi, em. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào khán giả. Em là Hồ Phúc Hải. Em cũng đến từ Khánh Hòa. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 32 tuổi. Bây giờ tụi em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại là em đang là giám đốc của công ty mỹ phẩm. Và ở Khánh Hòa là em xây cái nhà máy sản xuất mỹ phẩm đạt chuẩn đầu tiên luôn. Lúc trước là em làm giáo viên ấy chị. À vậy hả? Nhưng mà mỹ phẩm là về cái tất cả mọi thứ luôn. Dạ, tất cả mọi thứ. Còn em là bây giờ là công việc của em là... Dạ, công việc em thì làm thuê cho ảnh ạ. Thuê cho ảnh mà tiền em giữ đúng không? Dạ. Nhưng mà ngày trước thì là giáo viên hả cưng? Dạ vâng. Chắc có lẽ lúc mà hai đứa gặp nhau là lúc đang còn là giáo viên đúng không? Dạ đúng rồi. Ngày trước thì hai vợ chồng em là giáo viên mà dạy cùng một trường luôn ạ. Giáo viên mà dạy cấp mấy? Bọn em dạy là cấp 1 ạ. Em thì dạy chủ nhiệm. Anh Hải thì anh phụ trách môn thể dục và cũng có dạy lớp em luôn. Dạ vâng. Thì em về trường sau anh ấy là 5 năm. Thì mới đầu gặp em không có một chút ấn tượng gì hết. Vì thứ nhất là hồi đó anh ấy gầy lắm. Lúc mà cưới em thì anh ấy có 56kg thôi mà bây giờ là 70kg rồi. Dạ. Em nuôi khéo vừa gầy này vừa đen này. Thì nhìn không có thiện cảm ngay từ đầu. Đen hơn bây giờ không? Bây giờ có nhã đen chưa? Dạ bây giờ vẫn đen mặc dù là sản xuất mỹ phẩm nhưng mà đại lý của em mỗi lần gặp là bảo là sếp nhà mình là phải nói là cực kỳ đen luôn. Sản xuất mỹ phẩm mà da đen quá. Dạ vâng. Em thì sao Hải? Lần đầu tiên em gặp cô gái này thì là em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ, lần đầu gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm à. Sau khi một thời gian là có tìm hiểu vì thấy cô này rất là siêng, phong trào hay là cái chương trình gì của nhà trường dù khó mấy cũng làm rất là tốt. Rồi em để ý. Như vậy thì hai vợ chồng dạy chung cái trường đó trong bao nhiêu năm? Nếu là dạy chung thì khoảng hơn một năm, còn hai năm á chị. Gần 2 năm thì là trong cái thời gian đó là đã yêu nhau cái thời điểm đó chưa? Bao nhiêu lâu thì yêu em nhau? Em nhớ ngày về trường đầu tiên là ngày 13 tháng 10 năm 2013. Và tới tháng 4 2014 là tụi em đã cưới rồi. Là trong vòng là chưa tới 1 năm. Hơn 6 tháng thôi ạ. Nhưng mà trong 3 tháng đầu thì không có
không có ấn tượng gì hết. Chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi, thậm chí ban đầu em còn hơi ghét một chút. Em nhớ có một kỷ niệm là nhà trường cho một cái công việc mà các giáo viên trong trường đều phải làm. Nhưng mà công việc đó thì em thì là một đứa là em giỏi vấn đề khác, nhưng mà riêng máy tính thì em rất là dở. Cho nên là lúc đó là em cần là một người giỏi máy tính để làm giúp em cái chuyện đó, thì em phải nhờ anh này. Và lúc đó em cũng hơi dạn một chút là em vào tận phòng luôn. Anh ấy là ở kiểu như ký túc xá cho giáo viên vậy đó, mà phòng chỉ có một mình thôi. Dạ em mặt dày luôn, tại vì bây giờ không ai giúp ấy. Thì em mặt dày em vào, em nhờ anh ấy thì được cái là giỏi máy tính, giỏi tính toán, nên là vào làm giúp em. Thế là từ ngày hôm đó thì em hơi có cảm tình một chút, tại thấy là thôi thì người cũng giỏi. Từ lúc đó là mình cảm thấy là có thiện cảm hơn. Nhưng mà hôm em thấy vợ em đi vào phòng, dạ, không, em hết hồn không? Không thấy, em lúc đó em đi chợ về, xong rồi thấy, ủa chứ cô nào ngồi đây? Xong rồi em hỏi ai đây, tại hồi đó cũng không để ý, cũng không biết. Xong rồi mới em làm, anh làm giùm cho em cái này thì lúc đó là em làm, nói cái đây thì anh làm được. Hôm sau xong việc là rủ đi cà phê rồi. Rủ là ai rủ? Cô rủ không? Em nhắn tin em rủ, nhưng mà địa điểm thì cô vợ em sẽ chọn. Mâu thuẫn quá vậy. Em không có cái cảm xúc gì với người ta không, lúc đó mà đáng lý ra em làm giùm thì người ta phải đền ơn đáp nghĩa em, người ta phải rủ em, mắc mới vậy em phải rủ người ta. Tại vì lúc đó là em cũng hay là muốn gài cổ để mà cổ trả tiền, thấy cũng đỡ ý. Bao mình đằng nào thì cô này cũng gọi là đền ơn mình, mà mình thôi mình sẵn dịp này mình mời đi cà phê luôn để có gì mình tìm hiểu. Ở khoảng nửa tháng sau là ngày nào chiều nào cũng canh cái giờ nhà em ăn cơm á, chiều nào cũng lên, cũng mặt dày lên nhà ăn cơm, cứ chờ giờ buổi chiều người ta chuẩn bị dọn cơm là bắt đầu có mặt ngoài rồi. Tại vì chiều đó là em mới dậy xong, chiều đó em mới đúng giờ đó, không lẽ bây giờ mình không mời ăn cơm, chiều đó là cuối cùng mình cũng phải mời ăn cơm. Em tan ca tan cái hết giờ làm của em là 5:30 thì lúc đó tắm rửa rồi xong rồi thì nhớ mình lên thôi chứ cũng chứ không phải là lên để mà không có nghĩ là dạ tính ra là ngày nào cũng ăn ké luôn từ đợt đó là cả tháng trời. Mẹ em thì thấy anh này ngay từ đầu là cũng ưng, tại vì thấy là hiền. Mẹ bảo là thấy thằng này nó hiền nên là cũng cho ăn cơm, chứ còn chưa có thằng nào mà được về ăn cơm như vậy. Con cơm xong rồi có mặt mẹ với cụ, hai người lớn ở nhà, là em xin phép cho em làm quen mà không hỏi qua ý kiến của em, không biết gì luôn. Chủ động tự ý luôn. Mà xong rồi mẹ em cũng chẳng thèm hỏi ý kiến, em cũng đồng ý luôn. Đồng ý luôn. Nhưng mà cái lúc đó là cái mối quan hệ của em như thế nào? Là đi chơi với nhau rồi đã có nắm tay rồi, nó có những cái cử chỉ gì ổn chưa? Cho đến khi mà tụi em làm đám hỏi trước đám cưới một tháng là tháng ngày 8 tháng 3 là tụi em chỉ mới nắm tay thôi. Trời. Dạ do em nhát á, chứ gặp người khác là xong hàng rồi phải không? Xong hàng. Mà thực ra em chưa định lấy đâu, nhưng mà mẹ bảo thôi ngày nào nó cũng lên như vậy thôi cưới đi, chứ ngày nào nó cũng lên hết. Ăn cơm ké hoài. Mà luôn mấy tháng trời ngày nào cũng lên, không một ngày nào không lên cả. Chị đứng muốn hỏi lý do tại sao mà em lại chuyển sang kinh doanh mà em không tiếp tục làm giáo viên. Là vì thực sự là lúc mà hai vợ chồng mới cưới xong là em có em bé luôn. Thì lúc đó mình áp lực về cái vấn đề tiền bạc, với lại lúc đó là phát mẹ em là câu chuyện buồn là mẹ em phát hiện bị ung thư giai đoạn 2 á. Thì thực sự là áp lực, tại vì nhà em là chỉ có 3 chị em gái thôi. Lúc đó mình mong muốn kiếm tiền, thứ nhất là lo cho con mình, thứ hai là lo cho mẹ mình nữa, vì bố em đã mất rồi. Nên là lúc đó là em quyết định là kinh doanh online, mà cách đây 6 năm á. Thì cái thời điểm đó là kinh doanh online đang phải nói là cũng bị kỳ thị. Thứ nhất là ở vùng quê thì hay bị kỳ thị, thì em vượt qua tất cả để em làm. Thì lúc đó là em nhớ rằng là hai vợ chồng em có một cặp nhẫn cưới á, tụi em quyết định bán nó đi để mà bán hàng ấy. Thì nhập một đơn hàng đầu tiên về là em nhớ là 2,2 triệu. Thì may mắn là em cũng coi như là cũng lanh một có chút gian á, có gian, dạ, có gian buôn bán. Thì bán trong vòng một tháng là hết cái số tiền đã thu được vốn về. Nhưng mà cái lúc đó là em vừa đi dạy vừa kinh doanh online luôn hay sao? Dạ vâng, em làm cả hai luôn. Lúc đó thực sự là rất áp lực. Trong khoảng thời gian là mình đi dạy á, thì mình cũng đã làm rất là tốt cái công việc của mình. Và khi mà em nghỉ dạy thì các thầy cô cũng rất là tiếc. Nhưng mà thực sự cái thời điểm mà em bỏ thì em đã xây dựng công ty lớn rồi. Dạ, nên là em có hàng nghìn đại lý trên toàn quốc rồi. Nên là không thể nào mình làm cả hai nữa, mình phải chọn một trong hai. Nhưng mà trong bao lâu thì em có cả một cái chuỗi Dạ, em chuỗi làm hàng trong vòng gần 6 năm ạ. Bây giờ thì là còn dữ hơn nữa đúng không? Dạ vâng, bây giờ thì vẫn nằm tầm khoảng 10.000 đại lý thôi ạ.
Dạ. Có 10.000 thôi. Không có nhiều đó. Rồi sau này là hai vợ chồng em là thành lập công ty luôn. Dạ vâng, anh ấy là giám đốc, còn em thì giờ làm thuê thôi. Công ty cách em thành lập công ty được bao nhiêu năm rồi? Dạ 4 năm, hơn 4 năm rồi. 4 năm, thôi dạ, chúc mừng em, hai vợ chồng dạ, em. Dạ vâng, dạ, cảm ơn ạ. Mà em thấy em cũng may mắn vì lấy vợ được 6 năm là lời được hai đứa con. Một cái đó là lời nhất đó. Dạ. Đúng không? Hai dạ, thằng trai với một cái nhà máy mỹ phẩm. Rồi bây giờ dạ, các em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em tháng 4 năm tới đó là tụi em tròn 6 năm ạ. Vậy trong 6 năm như vậy là đã hiểu nhau hết. Hết rồi phải không? Dạ vâng. Đó. Rồi nhưng mà có cái tật xấu gì nó vẫn còn cho tới bây giờ không? Tật xấu của anh thì nhiều lắm. Cái mà em thấy lật mặt nhanh nhất là lúc mà lên nhà em á, như em kể với chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận nghe lúc nãy là chiều nào cũng lên, mà nhà em thì cũng đâu có gì ăn ngon đâu. Lên là bà ngoại em mời ăn thì anh bảo cái gì con cũng ăn được các ngoại. Mà đến lúc lấy về rồi là cái gì cũng chê. Ví dụ nấu không ngon, bây giờ cũng thế, nấu không ngon là anh ấy không ăn. Ví dụ anh ấy không chê thì anh ấy ăn ít. Không có như lúc đầu là cái gì con cũng ăn trở được. Trở mặt liền đúng không? Dạ vâng, mặt liền. Trở mặt nhanh kinh khủng luôn. Tiếp theo có tật xấu gì nữa? Tiếp theo là rất cộc tính. Mỗi lần mà gây lộn lên là có những cái hành động gì nó có dạ, có dõi biển của nó. Có đập bàn, đập ghế. Dạ vâng, nhưng mà hai vợ chồng đều như thế cả. Tại vì trong công việc kinh doanh bây giờ công việc quá nhiều, nhiều khi mình áp lực là cả hai vợ chồng cãi nhau. Mà anh ấy có một tật là em thấy thì vợ chồng người ta chồng hay nhường vợ, mà anh ấy là đến phút chót mà khi nào mà em khóc lên hoặc là em làm cái gì đó phản ứng mạnh lên rồi anh mới chịu thua, còn bình thường là cứ 1-9, 1-10 luôn. Thắng cho bằng được thì cãi tay đôi. Cãi tay đôi luôn dạ. Còn tật xấu gì nữa không? Còn tật xấu nữa là đi ra ngoài rất là luộm thuộm lôi thôi. Cái này thì em phải nhắc ngay trên này luôn, bởi vì là em bị một lần rất là xấu hổ. Em đang ngồi bấm điện thoại thì một em đại lý gửi một cái video với lại ảnh qua, bảo chị ơi, sếp nhà mình đi ở ngoài đường em chụp hình được này. Vì mặc cái quần cọc, một đôi dép lê rồi là một cái áo thun đi nhìn buồn cười lắm. Mà bản thân mình là giám đốc thì mình đi ra ngoài mà đại lý mình rất là nhiều. Nhiều khi mình ngồi cà phê hoặc làm gì đâu đó thì đại lý mình cũng thấy ấy. Thì em đã dặn bao nhiêu lần rồi là anh đi ra. Anh đã bị bắt và đã bị chụp lên. Dạ. Ôi, chắc em áp lực đúng không? Đi đâu cũng gặp đại lý chứ. Em bữa đó là em có mặc quần sọt, có áo của công ty logo mà không, thì nghĩ là đi chợ thôi, cho vợ thôi thì cũng đâu có... Ai ngờ bị hả? Ai ngờ. Bị báo lén, đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa không em? Trước là có hút thuốc, còn là có nhậu. Hai cái này là hai cái mà em không thích. Nhưng mà nhậu thì bây giờ làm giám đốc rồi nên là gặp đối tác thì vẫn phải nhậu. Em cũng chia sẻ luôn là mỗi lần nhậu về là phải quỳ 30 phút. Tại vì ngày xưa đã hứa thì cứ thứ hết mà làm thôi. Dạ. Còn hút thuốc thì không biết có giấu em không, mà thực sự là em không phát hiện được. Cứ đi nhậu về là phải quỳ 30 phút. Dạ vâng. Mà dạ, quỳ dưới đất hay là quỳ trên nệm? Dạ dưới đất chứ ạ. Thế giờ vẫn còn luôn. Nhưng mà quỳ được có 5 phút là xin lên à. Con lại gõ cửa, mắc cỡ. Sợ con thấy. Mà em mong muốn thay đổi chồng em cái điều gì nhất? Em muốn thay đổi nhất là đừng có cộc tính với em nữa. Với lại vợ mua cho nhiều đồ đẹp thì chịu khó mặc một chút giùm em là được rồi. Rồi phải ăn diện lên một chút. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ bên tới em đó. Bây giờ tật xấu của cô ấy là gì? Tật xấu thì cái nhất là quá tập trung vào công việc, không có lúc nào dành cho gia đình, với không có thời gian để mà ăn uống này kia, đỡ càng ngày càng ốm đi. Em rất là lo, nhưng mà để mua đồ ăn hoặc là thậm chí bưng tới tận giường, thậm chí đút cho ăn luôn mà không chịu ăn. Cái mà đó không em ăn không, cái đó ăn không có được, lười ăn thôi em. Dạ em lười ăn thôi ạ. Cái thứ hai nữa là tính tình rất là nóng nảy, gặp cái chuyện gì ở trong công việc á hay là nói không được á là về người đầu tiên và người duy nhất chút lên đó là em. Mà em biết làm chuyện gì sai cho nên mới cọc. Dạ. Dạ tụi em 6 năm cưới nhau thì tụi em nộp đơn ra tòa là hình như 6-7 lần rồi. Tòa bây giờ là hết giải quyết, là thấy tên thấy tên tòa, tuổi tòa đó là giải quyết rồi ạ. Thường là tụi em là lý do gì là cái dạ, chuyện đây dạ, hoàn toàn nặng không? Lý do đơn giản như là hỏi không trả lời á, xong rồi cãi nhau cãi qua cãi lại là sáng hôm sau em đi nộp đơn thôi. Bây giờ trong máy tính của em thì có sẵn cái đơn rồi, cái file luôn, cái file luôn đấy. Kiểu nhưng như mà là giải tỏa đến bây giờ thì tụi em công việc nhiều rồi, không có thời gian để giận hờn kiểu đấy nữa nên là cũng bớt đi rồi ạ. Cái chuyện đó là cái chuyện trước đây rồi đúng không? Dạ vâng. Đó. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ mong muốn của em nhất là ăn uống, vì công việc stress áp lực nhiều thì mình ăn nhiều vào rồi để giải tỏa stress, với lại bớt nóng tính. Vợ chồng em á thực ra là cái lớn nhất bây giờ
nó vừa dễ mà nó lại vừa khó, đó là tụi em cùng làm chung một công việc mà hai vợ chồng lại ở trong một công ty như thế. Tụi em là 50-50 trong cái công ty của tụi em, trong cái gia đình của tụi em vai trò là 50-50. Thành ra là đừng có để cái này nó bị lấn qua 60 hoặc cái kia bị lấn qua 70 thì sẽ rất đi dễ đến xung đột. Mà ví dụ như chị nói em là tòa án mà 5-7 lần như vậy rồi, cái đó mình không có giỡn được. Dạ vâng. Đó, mình không có giỡn được. Thành ra là theo chị là giữ được đến như thế này rồi thì giữ cho đến cùng. Rồi. Thì chúc tụi em hạnh phúc. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Cảm ơn anh ạ. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đến là một bộ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio hỗ trợ người bị đái tháo đường đang sử dụng thuốc hạ đường huyết. Với 5 thành phần, Ala đã được nghiên cứu và chứng nhận lâm sàng về hiệu quả, đặc biệt là chuyển hóa đường thành năng lượng cho cơ thể. Sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản theo tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Nhật. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ chăn ra gối nệm cao cấp đến từ nhãn hàng Edena. Và món quà thứ ba đó chính là trọn bộ son môi Yurika Nhật Bản với 5 màu sắc trẻ trung, hợp với mọi cá tính đến từ Love Shopping. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo 2 chiếc vé xem kịch tại sân khấu của người đẹp Hồng Vân. Và bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đau lưng lại, xong rồi nghe kỹ câu hỏi nha. Chồng của bạn mang giày size bao nhiêu? Chồng của bạn mang giày size bao nhiêu? Rồi, đây, Tâm, Nguyễn à. Vợ chồng Tâm, chồng của Tâm mang giày size 41, nhưng cô ấy nhớ lộn 42. Còn bên này, để coi Thắng mang giày size bao nhiêu? Nguyễn à, 40. Như vậy hai em sẽ được quyền ưu tiên chọn một trong bốn màu sắc sặc sỡ này. Vợ chọn đi. Chọn đi. Chọn màu đỏ. Vợ chồng em chọn đi. Trời ơi, đồng quan điểm với anh Vin ghê luôn, màu hồng. Đã lựa màu rồi nè. Mời các bạn chúng ta bước về chiếc thùng mà chúng ta đã chọn nha. Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha. Hai cặp vợ chồng khoan mở. Đếm nào. 1, 2, 3. Rồi. Rồi bây giờ mời hai cặp vợ chồng chúng ta cùng mở nào. 1, 2, 3, mở. Chúc mừng cặp vợ chồng của em đã nhận được một phần quà. Đó chính là một bộ chăn ra gối nệm cao cấp đến từ Edina. Wow. Chúc mừng hai vợ chồng bạn đã trúng được bộ sản phẩm Yurika đến từ Love Shopping. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Thay mặt chương trình, chúng tôi cảm ơn nhãn hàng Alabio, Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đã đồng hành cùng với chương trình Vợ Chồng Son. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.